đề cho như sau: hòa tan 16,8 gam một kim loại M vào dung dịch HCl dư sinh khí hydro, tìm kim loại M, khá là dễ đúng không? Bước đầu tiên của bài toán này chúng ta đi tính cho thầy mol hydro. Lấy 6,72 chia cho 22,4 là bằng 0,3 mol. Kim loại M chúng ta cho hóa trị là A đi. A thì nó chỉ nhận 3 giá trị thôi, 1, 2 và 3. Phương trình M cộng cho HCl tạo thành MCLA cộng H2 cân bằng. Số mol hydro là 0,3 mol. Thì thằng này sẽ là 0,6 mol. 0,6 chia cho A mol. Chắc chắn chúng ta sẽ tính được M ở đây. M sẽ bằng lấy 20, sẽ là lấy 16,8 chia cho 0,6 trên A. Bao nhiêu em ơi? Mình 28A thôi. 28A. Như vậy với A bằng 1, A bằng 2, A bằng 3 thì M bằng 28 này, đây 56 này, đây là 84. Trường hợp này chúng ta là sắt. Có kiến gì chỗ này không ạ? Dạ không. Ok, như vậy chúng ta sẽ loại trường hợp 1 và 3, chọn 2. Dạ, đây loại. Rồi chúng ta đến ý B nào. Hòa tan 25,2 gam kim loại M vào H24 loãng 10% vừa đủ. Sau khi kết thúc phản ứng thì thu được dung dịch A, làm lạnh dung dịch A thì thu được muối xung phát kết tinh ngậm nước của kim loại M tách ra, còn lại trong dung dịch bão hòa là chừng đó phần trăm. Tìm công thức muối xung phát ngậm nước của kim loại M. Câu này thì nó khá là hay. Ở câu B thì em sẽ làm cho thầy như sau. Câu B em tính cho thầy lại mol sắt bằng bao nhiêu? Lấy 25,2 chia 56. Bao nhiêu em ơi? Là 0,45 hả? 0,45 mol. Cái đó mình có phương trình này, kim loại sắt này. Đi tác dụng với H2S4 để tạo thành Fe(S4) cộng H2. Rồi bạn nghe kỹ nha. Nghe kỹ đây. Vừa đủ tức là H24 đã hết, em hiểu không? Như vậy mol sắt thì đã có rồi, 0,45 mol. Tất cả các mol có hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính cú lượng dung dịch H2S4, sau đó chúng ta đi tính cú lượng dung dịch A. Được chưa em? Sau đó người ta làm lạnh A này thu được muối kết tinh. Muối kết tinh là nó giống là chất rắn vậy em, nó tách ra. Thì chúng ta khi đó chúng ta sẽ tính được nồng độ còn lại trong dung dịch bão hòa, có nồng độ chừng đó. Rồi bây giờ cái bước đầu tiên của bạn là gì? Cái bước đầu tiên của bạn phải xử lý cho thầy được là khối lượng dung dịch H4 bằng bao nhiêu, khối lượng dung dịch A bằng bao nhiêu, rồi từ đó tính tiếp. Đó, bạn tính cho thầy khối lượng dung dịch H2S4 thì em sẽ lấy 0,45 này nhân cho 98 này nhân cho 100 này chia C phần trăm là chia cho 10 này, bằng bao nhiêu em ơi? Bên 441 thôi. 441 gam. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính được cái M dung dịch A. M dung dịch A thực chất là M dung dịch Fe4 đấy. Là M dung dịch Fe4 luôn ha, thì rõ cho em hiểu. Em sẽ lấy khối lượng sắt là 25,2. Đây. Em lấy khối lượng sắt là 25,2 gam. Em cộng cho cái dung dịch H2S4 đã có là 441. Em trừ đi hydro là 0,45 nhân 2.
Bản tính cho thầy bằng bao nhiêu gam? là 465,3. Bằng 465,3. Bây giờ bạn hiểu như thế nào về cái đoạn làm lạnh như thế này? Làm lạnh ở đây là cái muối này kết tinh, nhưng mà kết tinh không hết, em hiểu không? Thì mới còn lại dung dịch, điều không ạ? Hiểu vấn đề không ạ? Dạ hiểu. Rồi cái đoạn này em xử lý như thế nào? Dạ là có nghĩa cái tinh thể mà mình làm lạnh là nó chất rắn, nên là mình sẽ trừ nó ra. Em gọi ít là cái số mol của cái tinh thể đấy, rồi em tính ra cái khối lượng M của FeSO4 có trong cái tinh thể, rồi em sẽ tính khối lượng chất tan của cái dung dịch thu được đấy, là em lấy khối Rồi lượng hiểu. chất tan ban đầu em trừ cho nó. Hiểu hiểu hiểu. Hoàn toàn chính xác. Em ra nó bằng bao nhiêu? Dạ em ra nó bằng 7. Ok, hoàn toàn chính xác nha. Cứng đây là hoàn toàn đúng rồi đó. Bây giờ các bạn có hiểu không, để thầy giảng. Nghĩa cái hiểu không mày ơi? Dạ có. Chào Đạt, Đạt với Phát cái hiểu không? Dạ không hiểu lắm. Rồi, bây giờ nghe này. Bây giờ cái mốc chốt của chúng ta ở đây là chúng ta có phương trình tạo mũi kết tinh này. Rồi bây giờ thầy giảng tiếp nha. Bây giờ chúng ta lấy Fe4 này, chúng ta đi ngậm N phân tử nước. Rồi bạn nghe kỹ. Nhiệm vụ của bạn đó là, ở đây người ta cho khối lượng tinh thể rồi này. Làm lạnh dung dịch A thì thu được chừng này gam muối sulfat phát kết tinh, được chưa? Như vậy đây nó sẽ là 55,6 gam. Kết tinh thì nó giống như đá và đen ơi, thì thằng này là chất cái tủa này. Phát hiểu chỗ này không Phát? Rồi đây là phương trình 1, dưới này là 2 và tại đây sẽ là 3. Cái đó em sẽ gọi nó như thế này. Em sẽ gọi cái số mol kết tinh đây là x mol. Để chuyển qua bên này thì đây là x, đây là nx. Mấu chốt của em trong bài toán này đó là gì? Thầy giải thích cho em. Mấu chốt của bài toán trong này của em đó là giải mã n. Mà muốn tìm n thì em phải đi tìm x, mà muốn tìm x thì em dựa vào cái dữ kiện như thế này. Đây, ngậm nước này, kim loại mờ tách ra và còn lại dung dịch muối sulfat pháp bão hòa có nồng độ chừng này phần trăm. Như vậy khi mà nó còn lại ở đó, có nghĩa là bạn hiểu như thế này, trong 0,45 mol này, được chưa, thì nó có kết tinh hết không em ơi? Trong 0,45 mol Fe4 ban đầu thì nó có kết tinh hết hay không? Dạ không. Bởi vì nếu mà nó kết tinh hết thì bây giờ chúng ta làm gì có nồng độ phần trăm, đúng không ạ? Như vậy trong trường hợp này Fe4 chúng ta không kết tinh hết, nghĩa là sau vỡ nó có cái tinh một phần, phần còn lại đó là dung dịch, còn phần cái tinh là phần cái tủa. Như vậy khi đó em sẽ tính được cái khối lượng của Fe4 còn lại, hay là bây giờ em sẽ tính như thế này, khối lượng dung dịch sau phản ứng, sau khi cái tinh ha, khối lượng dung dịch sau vỡ, chúng ta sẽ lấy khối lượng của dung dịch A để làm gì nữa đây, trừ đi cái gì em ơi? Bơm dịch sau phản ứng sẽ bằng trước phản ứng trừ đi khí, rồi tủa sau phản ứng là trừ cái gì? Nhờ trừ cái tinh thể thôi. Đúng rồi, trừ đi tinh thể. À, trừ đi cái phần cái tinh, thằng kia đơn giản cho ha. Cái tinh là giống như tinh thể đó. Thằng kia là 441. Đâu? À, 465,3. Trừ đi 556. Và tính cho thầy bao nhiêu? Bao nhiêu tên Năm em? bốn lẻ chín phẩy bảy thôi. 409,7 gam. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tính M chất tan này. M chất tan là MFe4 còn lại, đúng không em? Ban đầu quán là 0,45 mol, được chưa? Phản ứng là x mol, thì còn lại ở đây là 0,45 trừ x.
Tức là cái lượng x này là lượng kết tinh, thì nó không phải, đó là lượng phản ứng. 0,45 là lượng ban đầu, nhưng mà lượng còn lại là 0,45 trừ x, nhân cho m lớn của hắn tính cho thầy bằng nhiêu? 5 6 9 6 là là 152. 152 gam. Hiểu không em ơi? Và khi đó chúng ta sẽ có 5 độ phần trăm đây, 9,275. Khi đó chúng ta có C phần trăm của Fe-SD4, 9,275. Lấy khối lượng là 152 nhân cho 0,45 trừ x chia cho m dung dịch là 409,7. Sau khi em tìm được x rồi thì ở đây em sẽ tìm n được cách dễ dàng. Hiểu chưa? Tính cho thầy x bằng bao nhiêu đã? Dạ, là 0,2. 0,2. Rồi ok. Khi đó có m lớn của kết tinh này sẽ bằng Fe-S4 là 152, nước của chúng ta là 18, như vậy 152 cộng 18N và bằng khối lượng là 55,6 chia cho x02. Từ đây em tìm N cho thầy là xong. Câu này dễ em. Bằng n bằng 7. Ok. Như vậy công thức bây giờ sẽ là gì? Fe4 ngậm 7 phân tử nước. Thì thằng này nó giống y như là cái m dung dịch em, không khác gì cả. Ai kiếm nhiều không em ơi? Dạ không. Rồi, nếu bạn không có ý kiến gì nữa thì câu này thì xin phép ngưng lại. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.